Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng chúc bình an được phát sóng trực tiếp 7 giờ hàng ngày trên truyền hình Quốc hội Việt Nam, và chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với những thông tin nổi bật khác. Thưa quý vị, hiện nay ở Kiên Giang có rất nhiều địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch như là Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải, U Minh Thượng hay là Rạch Giá. Tuy nhiên đến nay thì những địa danh này vẫn không kéo chân được nhiều du khách cũng như là những khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. Và theo các chuyên gia thì Kiên Giang muốn phát triển du lịch ở những vùng này thì cần có những giải pháp đồng bộ cũng như là quyết tâm thực hiện ngay. Rừng U Minh Thượng, quần đảo Nam Du, khu di tích Hòn Phụ Tử, đầm Đông Hồ là những địa điểm du lịch tuyệt vời ở Kiên Giang, nhưng đến nay vẫn chưa được nhiều người nhắc tên trên bản đồ du lịch ở Việt Nam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Kiên Giang muốn phát triển ngành du lịch thì cần phải cho nhà đầu tư nhìn thấy được lợi thế của địa phương. Chúng ta chưa xác định rõ được những lợi thế của khu vực này để chúng ta chào mời các nhà đầu tư, làm rõ hơn các cái lợi thế của vực này. Tiềm năng chúng ta có thể liệt kê được rất đầy đủ, nhưng lợi thế nó ở đâu, như thế nào thì mới thu hút được các nhà đầu tư, thì cái điểm này chúng ta làm còn chưa rõ thời gian qua. Một điểm khác khiến ngành du lịch Kiên Giang chưa thể phát triển tương xứng đó chính là vấn đề hạ tầng giao thông. Do Kiên Giang có vị trí địa lý khá xa so với các địa phương khác trong khu vực, trong khi đó, hạ tầng giao thông kết nối với Kiên Giang lại rất yếu và thiếu, nên du khách rất ngại đi đến đây. Khách du lịch đến nhưng mà cái hạ tầng kết nối của chúng ta với thành phố Hồ Chí Minh, với Cần Thơ, với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta là đang còn rất là hạn chế, rất là yếu. Cho nên cái điều đó cũng đồng nghĩa với việc là cái khả năng để khách đến đây cũng còn rất hạn chế. Và vì thế là các nhà đầu tư cũng chưa mặn mà. Làm thế nào để người ta tiếp cận được đến Kiên Giang? Điều đó có nghĩa là phải có một cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải, trước hết là từ các cái nước ngoài, các cái vùng khác để đến Kiên Giang, nếu có thể bằng đường bộ, đường hàng không. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đính cho rằng Kiên Giang nên đầu tư phát triển một số sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương, ví dụ như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Nếu làm điều này, Kiên Giang không nên bê tông hóa các địa điểm du lịch mà nên giữ nguyên hiện trạng nguyên sơ vốn có để thu hút khách du lịch chất lượng cao. Đừng có bê tông hóa đi, đừng có làm thế nào mà nó có quá cái sức chứa Kiên Giang, nhưng mà phải du lịch nó cao cấp, có chất lượng cao. Theo quan điểm tôi không cần quá nhiều khách du lịch, nhưng khách du lịch có chất lượng với lượng khách nhất định, nhưng mà đến nghỉ dài ngày có khả năng chi tiêu cao thì chúng ta vẫn có thu nhập cao. Trong một hội thảo về thúc đẩy phát triển du lịch cho tỉnh Kiên Giang diễn ra mới đây, nhiều chuyên gia và các nhà đầu tư cho rằng Kiên Giang cần chú trọng xây dựng, phát triển các công ty lữ hành bằng những cơ chế thích hợp. Từ đó, những đơn vị này sẽ làm cầu nối giữa khách du lịch trong nước, quốc tế với du lịch Kiên Giang. Bên cạnh đó, tăng cường áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng các hình thức cụ thể để du khách, nhà đầu tư biết đến các địa điểm du lịch ở Kiên Giang nhiều hơn.